chị Tô Nha và chị Ngọc Lan xinh đẹp. Hello Vy. Dạ. Bây giờ thì Vy tự giới thiệu mình cho quý vị khán giả biết nha. Dạ, em là Triệu Ái Vy ạ. Năm nay em 31 tuổi và em đang làm kinh doanh online mỹ phẩm. Dạ, và là bà mẹ hai con. Và là hậu phương vững chắc của anh Dương Ngọc Thái. Dạ. Và tôi có cảm giác cái số này tôi ngồi tôi ngắm mà Vy không tôi cũng thấy lời nữa luôn á. Thật sự luôn. Dễ thương. Thôi bây giờ mình đến với lại cái câu chuyện đầu tiên, đó là khi mà mình biết tin mình có thai, cái cảm giác của mình lúc đó là như thế nào? Tất nhiên là lần đầu tiên mà em mang thai thì lúc mà em mang thai thì em chỉ có 24 tuổi thôi. Thì cái số tuổi nó quá trẻ. Khi mà mang thai thì em rất là vui luôn. Tại vì trước thì là em bị thai ngoài tử cung, rồi những cái thai bệnh á. Em rất là buồn nên là khi mà có đứa bé đầu tiên thì em rất là vui. Vui nhưng mà lo không? Rất là lo, tại vì thật sự là bé đầu tiên là bác sĩ không có cho sanh. Tại vì bác nói là tại vì em vẫn còn đang có dấu hiệu là thai trứng á, nên là sợ nếu mà em mang thai lại thì sẽ y chang như cái thai đó, là không phải là em bé mà em đã lỡ kế hoạch. Mình nói là trụ lâu quá rồi, nhưng mà khi mà có là mình mừng rồi, mình giữ luôn, lẫn lộn ha. Dạ, mình âm thầm là mình giấu bác luôn. Nhưng mà cái gọi là cái thời khắc á mà em nhận ra là em có mang thai á là nó đến như thế nào? Em nghi và em đi thử que hay sao? Dạ, nói chung là em chu kỳ của em rất là đều. Khi mà em chỉ nghĩ là ôi sao hôm nay thấy mệt quá, ôi sao tôi mệt và tôi ngủ hoài vậy trời ơi, tôi ngủ gì đâu Vân. Ngủ tại lúc đó là anh Thái là đi hát, anh Thái là đi diễn, hồi xưa đi diễn trên xe suốt là từ tỉnh này qua tỉnh kia. Ông nói không mấy chứ thấy ngủ ở nhà ngủ đi, cái gì mà sao Linh hay là có cái gói để đùi ổng gì nè, là ngủ từ đây tới vụ Bạc Liêu đi, ngủ vậy ơi tới rồi đâu chạy mà mấy ông biết sao em mệt quá rồi. Rồi là đi thử, cái thấy trễ kinh cỡ tuần là em đi thử, làm nói trời có thai rồi. Với lại bị một cái là em ăn uống rất là khó chịu, có nghĩa là mình hèm lắm mà tới cái quán đó nhìn mắt ói quá à. Vô ói còn không bị đầy hơi đau bụng, không ăn được, đi toilet nó không được. Động thấy nó không mấy chứ ra chứ kêu cho bà chứ tôi ở nhà tôi cũng ăn cũng được mà, cái nói thôi dọn về ăn đi chứ ăn không nổi nữa. Mang, cô này cũng ngán dữ dội rồi nha. Trong khoảng 4 tháng đầu tiên là nó dễ sợ lắm. Em tưởng tượng là làm dễ sợ. Tại đứa nào em cũng bị cái đó. Hai đứa con gái là nào cũng bị cái đó. Nhưng mà sau đó là ok. Sau đó thì khỏe như trâu vậy. Tại em đi qua nước ngoài em sanh mà. Đứa đầu tiên thì là anh Thái đi qua với em, rồi anh lại về Việt Nam, rồi anh ở với em một tháng khi em sanh. Còn đứa thứ hai y chang luôn á, có khác gì đâu. Mà thứ hai là hai vợ chồng xa nhau đến 6 tháng luôn á chị. Em có một cái trò điều khiển của em lạ lắm, là em thường mua trong siêu thị mấy cái chai sữa đó. Em sẽ xếp thành ví dụ như là một tháng, dù một ngày em muốn một lon thì em sẽ xếp ngày hôm nay là ngày mấy, em không cần coi lịch, em sẽ xếp, em bóc một cái qua. Ví dụ chồng em bao nhiêu tháng ngày nữa qua thì em sẽ xếp đúng cái số sữa đó. Mỗi lần em tôi uống được cũng nhiêu ngày nữa nè. Người ta coi phim ngôn tình á, người ta thấy là ví dụ trong những trường hợp xa nhau các cặp đôi hay xếp hạt giấy đó quý vị, bao nhiêu con hạt là bấy nhiêu ngày, hoặc là bao nhiêu viên sô cô la. Cô này cô tốn diện tích quá thiệt á. Tổ chức ghi hình tại California, Hoa Kỳ. Liên lạc ngay với chúng tôi qua fanpage Chat với mẹ bỉm sữa hoặc Viber Zalo 0522 961076. Rồi đến khi là tới cái ngày mà mình sanh em bé đầu tiên là anh Thái có mặt để mà chứng kiến vợ sanh đứa thứ hai. Đứa thứ hai ảnh mới chứng kiến. Đúng chứ rồi. Còn đứa đầu là ảnh không chứng kiến. Không, đứa đầu tiên thì ảnh trong ngoài cũng lúc mà Vi, ảnh cũng hỏi Vi là khi nào sanh thì Vi cũng cho cái giờ của bác sĩ Việt Nam mình, thì lúc mà nó không chịu ra. Vừa nghe tin là Vi sanh là ảnh bay qua Mỹ anh diễn rồi. Nên là không có gặp nhau được. Nếu mà như vậy thì cái lần sanh đầu tiên như vậy là nó sẽ rất là nhiều cái ký ức, nhiều cái sự uất ức được. Trời ơi sao biết vậy? Trời ơi, em nói thiệt với chị, lúc mà em rất là muốn chồng em chứng kiến được cái cảnh nào em đau đớn. Tại vì cái lúc đó em nghĩ tại sao phụ nữ mình thiệt thòi quá vậy. Sao khổ vậy, đau cũng một mình. Vô bệnh viện á, thì lúc đó em vỡ nước ói, lúc đó là em nhớ là 11 rưỡi đêm. Là ai đưa đi? Là chị hai à, anh chị hai đưa đi, tội lắm. Rồi đến khi nào thì anh Thái mới vô? Mấy ngày sau. Mấy ngày sau mới về kịp hả? Mấy ngày sau anh mới về chứ anh còn cái show bên Mỹ, vì vừa mới quay qua Mỹ mà. Cái lúc sanh rặn bao lâu? Là em rặn thì là em lúc đầu em không có biết cách rặn, cái bác sĩ cứ ở bên nước ngoài đã không biết rặn rồi, nói tiếng Anh nữa. Cứ put 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 put. Hả? Nói
gì vậy chị? Mày lúc đó còn chịu khó gì? Trời ơi, rảnh em. Mỗi lần mà chị hai em cũng không có rảnh nữa thì chị hai cũng nói thì ông nói cuối thì mày rảnh đi. Nên nhưng mà ông còn nói dài lắm mà. Ý là ông sẽ nói như vậy hướng dẫn cái mặt. Chị hai em không có hướng dẫn em, chị hai em nói cuối là rặn heo, cứ rặn rặn lên đâu rặn xì lỗ tai không có ai gì hết. Em mới nói bây giờ mệt quá rồi, mệt quá à, không rặn nữa đâu. Cứ rặn không ra gì hết á. Ông nói không rặn ra, ông cắt á. Ông nói kè. Nè em hiểu ông cắt. Dạ dạ dạ. Cái em cũng ráng vậy, nó ráng đi bây giờ còn chút xíu nữa rồi. Cái lần em thấy cái của mình của em, nó thấy cái đầu á, cái ông nói là ráng chút xíu nữa đó. Ông nói gì đó thì em chỉ nghe chị hai nói là gán chút xíu nữa cái đầu rồi bây giờ. Thì mọi cái từ mấy mấy hơi lâu ra luôn. Cảm giác mà mình vừa lôi em bé ra đặt ở trên người mình đi, lúc đó cảm giác nó như thế nào? Em khóc gì mà em khóc, ai nói gì em cũng khóc, mà tự nhiên hỏi ăn cũng khóc, hỏi gì cũng mệt em cũng khóc. Cảm như là mình xúc động cái gì đó mà cứ nước mắt nó đâu ra đâu đâu sẵn ở trên đây, nó tuôn xuống. Đó, nhưng mà thương lắm, không kiềm chế được cái cơn rơi lệ đó. Bà vậy nó còn, bà còn kêu khóc ấy chứ. À, bà khóc. Cái phản ứng của anh Thái lần đầu tiên gặp không con gặp như thế nào? Trời ơi, rất là sung sướng luôn. Anh Thái anh bế con mà anh nói trời ơi ba có lỗi quá với hai mẹ con luôn, là ba không muốn là ba đi, nhưng mà vì công việc thì là bao nhiêu cảm xúc nó dâng trào. Thì gặp em với lại anh với con nữa thì là anh càng là rất là xúc động á. Nhưng mà mình thấy lại khóc nữa, mất anh trời như thấy ông cũng khóc luôn. Như thấy ông vô thì khóc. Nhìn ấy ông vô nói giống phim vậy đó chị. Mà nó có gì đâu thì đi thì vô thăm thôi, thường ngày thì có gì đâu. Thì mình thấy ảnh mình cũng xúc động mà, thì mình nói là đó đó anh thấy không, tôi trẻ con rồi đó. Ủa con không? Dạ con không? Tôi dỗ gì. Như vậy thì tới đứa thứ hai là anh Thái được trực tiếp coi mình xanh. Thứ hai là Vi nói là những mặt là phải vô chủ đề nha, không có lạc chủ đề nữa. Là bây giờ là phải vô thăm con, vô sanh với con chứ không có để một mình tôi nữa, buồn lắm đó. Sau đó là bác sĩ nói là bây giờ khoảng đợi khoảng mấy tiếng nữa là đợi nó nở ra thì mới lấy được em bé ra. Thì chồng em cứ đi quấn sắn em sanh, mà tưởng như ổng sanh, ổng cứ quấn xuồng, ổng đi vòng vòng rồi không, ổng quay YouTube, ổng nói hello cả nhà đó, mình đau đớn mặt như quỷ vậy. Thôi vợ mình đau thì thôi em ơi đi đâu thương em đi. Tao quay nè cả nhà thấy không, vợ tôi không xin chúng con YouTube kìa, con YouTube á. Anh thấy không, anh thấy một hành động của anh mà đã lưu truyền hậu thế, bây giờ trên YouTube vẫn còn hình mà, con người ta. Anh nói là khi nào đẹp để đẹp đã vô nó son rồi nọ kia. Em còn nói anh Thái nè, em biết em nói em cho anh quay, nhưng mà em cho anh coi kịch bản này trước. Ví dụ như khi mà anh coi nè, trong mấy cái clip này mà vợ người ta sanh á, là ta ôm nha, nhớ nha. Thật ra bà cũng quan tâm cơ. Ủa bà cũng tính toán chứ vừa ha cái gì, mình phải đi trước cái mình anh nhớ nha. Đại đó dây đó là thì mình phải cho con trước, tại ông này ông quê lắm, ông có biết gì đâu. Mình phải nói là anh nhớ coi cảnh này nè. Đó, rồi, thấy hai chồng thấy yêu nhau nhớ nha. Biết rồi ha, hay không phải biết rồi, tôi không coi mày ra đâu, tôi chờ biết cái này tôi biết rồi. Thì nghĩ sao lúc em sanh ra em tì bỏ muốn chết luôn. Ông thấy em đẻ em kêu ghê quá ơi, ghê quá. Ông nói gì đó, bác sĩ kêu cắt, kêu Thái vô cắt em. Hả, cắt ở đâu, cắt hả? Không cắt đâu, ghê quá à. Cái bác sĩ đâu cắt hả? Ông đâu có sợ quấn lên hết rồi mà. Ủa Thanh ơi, anh Thái đâu em? Em bé lên rồi, anh Thái có em. Anh Thái trốn kìa. Anh Thái nói em sợ máu lắm. Buồn cười quá. Hên là ông không xỉu đó chị. Có nhiều người, có nhiều ông chồng thấy máu, vợ ra máu nhiều quá xỉu. Đúng có. Rồi sao, cái quá rồi trình buồn. Rồi buồn hả? Rồi buồn giận rồi không? Rồi nói Thái đâu? Kêu anh Thái đứng bên kia rồi chị. Kêu anh qua đây. Còn lúc đó còn cái hơi ra nói, kêu anh qua đây bên chụp hình. Bên chụp hình. Kêu qua đây để chụp. Có nghĩa là mày còn nước là còn tát, vớt được bao nhiêu là vớt. Kêu qua đây. Lúc sau là anh mới lại nói vậy thôi anh Hùng, vậy thôi đó, để anh đi chỗ khác nữa. Cái anh đứng bên con ông luôn, ông không qua bên luôn. Cái ông quay qua ông nói trời thì ghê quá, kêu mai mai lại cho kỹ nha. Mai lại cho kỹ nha. Nghĩa sợ luôn á. Ủa mắc cười quá à. Petito, siro ăn ngon 3 tác động từ thảo dược chuẩn quá châu Âu, dành cho trẻ biến ăn. Như vậy thì bây giờ mình chuyển qua cái giai đoạn là mình chăm con đi.
mình nuôi con bằng sữa mẹ đúng không? Dạ, em sanh thì em cho uống được 3 tháng à. Ừ. Sao mà em bị tắc sữa? Thì vì em bị cái kiểu dạng như là nói chung là bị ấp xê á. Bị tắc tia. Ôi ôi, và mẹ dắt má chồng em rất là tội. Cái mẹ chồng em mới dắt một cái thao nước nóng được nóng mà mẹ chịu phóng tay luôn chứ. Đã vậy được còn vừa nóng mà còn mẹ bóp một cái, một lần mẹ bóp cái con mắt em trở lên nè. Em mẹ nói đáng gì con, gan cứ kéo con thấy không chút chiếu đâu mẹ ơi, chào lắm á. Cái khúc lần á là em mới nói anh ơi, giờ anh giúp giùm em bây giờ á, anh lấy cái đồ nắm sữa ha. Khi mà anh để tay nãy giờ em vắt hoài mỏi quá. Cái ông nói vậy hả? Rồi đưa vô đây. Rồi đưa vô đây. Rồi mày cái ông dắt, dắt như bò, như bò. Mày em nói thiệt với chị nha. Em nói nào, mấy mình nhẹ nhàng xíu được không? Ông nói ông, anh nói bố ơi, tôi cũng thấy dần nhà dân gia trưởng tình. Nhưng mà anh nói anh thương con lắm. Thế là, nhưng mà anh không có nghĩ tới vợ. Anh không có nghĩ tới vợ. Anh tưởng tượng cái mặt ông đấy đó. Mà mình vừa đau. Mình ý là gì nè, anh thương con, anh sợ anh con chết đói. Mà lúc đó em vừa mất cười mà em đúng rồi, vừa mất cười mà vừa đau. Ông dắt ra nó đỡ. Ông dắt nó đỡ rồi khỏe hay hai người em nó ấy lại. Rồi là lúc đó là em nói thôi không cho bú nữa, không cho dắt nữa, chứ ghê quá, chứ nhìn thấy cái trái mướp luôn á. Bây giờ mình qua tới giai đoạn cho con ăn dặm đi. Có gì vui không? Ăn dặm thì nói chung là cứ đúng ra 6 tháng là em cho ăn. Lúc đó là về Việt Nam rồi đúng không? À, về Việt Nam rồi. Mà nó ăn uống nói chung là bé đầu tiên nó ăn còn được. Còn bé thứ hai là nó không ăn luôn. Mà nó ăn là nó làm mấy sao nhè nó ra. Nhè ra mà nó khó khăn lắm. Em cho đứa thứ hai vợ chồng có thống nhất với nhau trong cái vấn đề chăm con không? Trời ơi, là... nói chung là mỗi lần mà nói về con là ăn là gây lộn thôi. Mà ông gây lộn với là anh thấy là anh rất là muốn là con mình phải giống người ta. Nè, anh thấy em làm đủ trò đấy. Em phải cố gắng lên chứ. Em phải làm sao mà cho con ăn được chứ. Anh đi làm biết bao nhiêu công việc. Rồi đây là công việc của anh nè. Hát này nó mệt cũng chết luôn à. Đi cũng xa. Anh về anh muốn con ăn. Anh à, em để ra nó, em sanh con, em còn cảm giác nhiều hơn anh nữa. Còn tại sao anh cứ anh bây giờ nè, ok. Em không có lo cho con ngày hôm nay. Hôm nay em giao cho anh. Biết gì chứ là biết gì cho giao tôi đâu biết cho ăn sao nó thì đó. Thì anh cứ cho nó ăn đi thì lỡ thì con nó ăn không? Nên như em nói có thiệt không? Khi mà em giao cho ảnh cho con ăn rồi con có ăn không? Ăn luôn. Không ăn luôn. Chị muốn hỏi là tại thời điểm đó các cái thông số về cân nặng, chiều cao, đó, bệnh lý của con em bình thường không? Thực sự là em ở chung với mẹ chồng thì mẹ chồng muốn là như vậy, cứ mà con phải nặng cân rồi cứ đi ra ngoài thì người bé nào nặng cân thì là bé đó mới là giỏi, bé ngoan á. Bé ngoan á. Mặt thì bởi vậy là cũng phải chịu. Cũng theo mẹ. Vô không mẹ? Dù giống như tắm cả, giống như là hai mẹ con mà chơi tắm vậy đó. Cho nhỏ ăn mà khóc. Cho mày khóc luôn, cứ đút vô. Ác ghê vậy. Ác ghê vậy. Mà thấy tội quá, nhưng mà thôi, cũng hơi chán cháo đúng, rồi. Đúng, bây giờ thật sự luôn quý vị. 6 tuổi nó không nhìn lên cháo nó... Như vậy là tới đứa sau là có kinh nghiệm hơn đúng không? Đúng rồi ạ, à. Em không ép em cháo nó con nữa. Em nói thôi con ăn được, ăn. Thì ví dụ nó thích ăn gì trong cái bàn, nó ăn ngồi ăn mình gì đó. Đó, đã ngộ ra rồi. Đã ngộ ra rồi. Đã ngộ ra rồi. Vậy thì bây giờ Từ là một cái người mà rất là năng động nè. Đi hát trước khi mà lấy chồng nè, rồi đến khi mình lấy chồng mình ngưng, mình không đẹp hát nữa. Là mình đã bỏ đi một cái niềm đam mê của mình rồi. Rồi sanh con rồi mình thay đổi về ngoại hình nữa. Thì những cái vấn đề đó nó có làm cho em bị stress không? Hai chị thấy em là cũng thấy năng động như thế nào rồi. Nhưng mà khi mà em là người rất biết chấp nhận cái hoàn cuộc sống, hoàn cảnh và cuộc sống, thích nghi liền. Là em không có bị cảm thấy là mình bị bỏ rơi hay là bị cảm giác như là bị stress nhiều. Nói chung là mình lấy lại được cân bằng rất là nhanh. Cho hỏi một câu là sau khi tụi nhỏ ra đời, cái câu chuyện bỉm sữa để qua một bên đi, đứa nào khều, đứa nào trước để quay trở lại hoạt động bình thường của hai vợ chồng? Nói chung là em thì nói chung là em khều là khều gì ta? Sinh hoạt vợ chồng đó. Ý là chị đang nói là chị hỏi là ai là cái người order trước, ai là người đưa ra anh Thái đề nghị trước? Anh Thái hả? Mà lúc đó em sẵn sàng chưa? Không, em đây là em chia sẻ luôn thật sự là khi mà lúc mà thời mà em xuân sắc á, thời mà còn yêu thương nhau, sao có chuyện đó nó dễ sợ lắm. Mà sao mà mỗi lần mà tới cái chuyện mà bây giờ á, nên anh nói là anh thấy em không có sẵn sàng về cái việc này đúng không?
hình như em có cái gì nó không phải, em thương anh lắm á, em yêu anh lắm á. Nhưng mà bây giờ cảm giác một feeling giống hồi trước thì tại sao có? Thì anh nói vậy là em không thương anh, nó không phải. Thì anh sẽ ai đồ vậy, không phải đâu. Tại vì á, làm do là anh ơi, cuộc sống á là ngày mai em dậy nè, con hôm nay đi học á, thì ai chở rồi con ăn uống làm sao, rồi hôm nay hai bên sao, nó vậy đó. Nói chung anh thấy lúc đầu chị không hiểu cho em. Một trong những cái thử thách rất lớn cho các anh trong giai đoạn này đó là cái nhu cầu của anh không hề giảm, thậm chí nó có dấu hiệu tăng. Tại vì cái tuổi của họ, cái tuổi họ là cái tuổi phụ nữ sinh nở, mà nếu như theo cái gọi là cái sơ đồ tuổi thông thường á, thì lúc phụ nữ sinh nở là cái lúc sung mãn của nam giới. Và cái nhu cầu của họ, họ không bị ảnh hưởng bởi các cái biến đổi từ bên trong, các cái hormone mình mang bầu nè, rồi mình sinh ra nè, mình bị cải tổ cả một cái cơ thể, cho nên việc phụ nữ không sẵn sàng là chuyện đương nhiên. Nhưng nam giới thì họ rất ổn định về phong độ, và đây là lý do mà các anh có thể là sẽ có những cái gọi là những cái lầm đường lạc bước trong giai đoạn này, thì dĩ nhiên là không nên. Tuy nhiên vấn đề chỗ là phụ nữ thì chúng ta sẽ phải chấp nhận cái giai đoạn này của nam giới để phòng ngừa. Phòng ngừa ở đây là vừa giúp họ mà vừa giúp chúng ta. Có điều là nam giới cũng nên lưu ý điều này để bản thân mình thông cảm cho vợ. Nhưng cái quan trọng là này, là mọi thứ nó đều có giới hạn. Thực ra mình phải tự cải tổ mình á, tự cải tổ từ bên trong, từ nội tiết cho đến suy nghĩ, cho đến lối sống. Nhưng mà trước tiên là khỏe rồi cải thiện nội tiết. Và em nghĩ là do sức khỏe của em á. Do sức khỏe của em nghĩ là qua hai lần sinh nở thì Vi bị ảnh hưởng về sức khỏe rất là nhiều. Đúng rồi, đâm ra là phải vừa chăm hai đứa con nhỏ nữa. Cho nên là không có còn một cái gọi là tâm trí nghĩ tới những cái chuyện đó. Cơ bản là chúng ta nên thông cảm lẫn nhau. Ổng có tật xấu gì không? Tật xấu của anh ấy thì anh ấy nóng tính lắm. Chứ là anh ấy là có cái tật là thường hay là nói về con ảnh, anh thường hay thương con á, mà thương cái kiểu mà dạy như là quá trời quá đất luôn. Ví dụ anh chiều con mà anh chiều, anh nói mình á là cha là mẹ, là mình không có chiều con á là mình nói nó phải nghe. Mà hôm nay con ăn cái gì? Con ăn gì đấy thì hôm nay con ăn, em làm cơm cho con ăn cơm đi con. Không, thì tao mua phở ra đi. Chịu chưa? Lấy phở cho em Thủy ơi, lấy phở, mua phở cho em vậy. Con ăn cơm à, phở nha. Thôi con phở nghe, tao ăn cháo không? Mà điên ở đây ngồi ở đây đấy. Rồi món gì nữa hả? Muốn món gì nữa? Bây giờ tôi nói anh nè, anh mua nguyên cái menu cho nó luôn đó. Nó không ăn đâu, nó làm bào. Xong rồi cái lần kêu em không biết gì hết, mình phải thương, mình phải hiểu con, thấy không? Anh mới dạy tôi, nói tôi sao, nói tôi là mình là cha là mẹ, mình đừng kìa. Thôi cái hai người cãi nhau, đứa nhỏ lòi giữa. Rồi vậy. Thôi mai mốt nhớ đi chỗ khác cãi. Nói chung là thực sự là những cái anh ấy là người rất là thương con luôn á. Và anh rất là sợ con thương mình mới bị sai. Bị sai mà anh không có nhận ra anh sai. Anh nói em không à, anh nói anh phải làm phải ghê lắm. Ra hộp gia đình làm ghê, em là phải vậy. Thì mình nghe thì ngồi nghe, nhưng mà mới nói tiếng trước tiếng sau là anh thấy làm gì là không được. Nhưng lại mỗi lần em dạy con, em xin anh là cho em dạy con một cách đàng hoàng, cái em đang dạy nó canh nhảy vô à. Nhảy vô ngồi chi vậy? Vô dùng dạy nó, dụ nó đang hư cái vấn đề gì đó thì mình nói là con đừng có làm vậy này kia kìa. Nói thì bà cũng vậy đó bà cái đó. Thì bà cũng vậy đó bà cái đó. Còn đi nữa bà nó đừng nói vậy. Trời ơi, mình nghĩ trong đầu thời thì cái mấy em cái mình mắc cỡ mình ấy, cái nó kêu nó mẹ, ba nó mẹ. Cái mình đứng hình mất 5 giây. Mày quay mình kêu em biết rồi. Lát nữa lên lầu nói chuyện được không? Anh đừng đứng đây nữa. Xong rồi cái em nói thì anh nói vậy thôi, xin lỗi. Lên lầu. Còn lỡ đó. Nhưng mà lỡ nó rồi. Rồi ngoài cái tính xấu đó là còn cái tính nào khác không? Anh Thái có hay giúp đỡ Vi trong cái vấn đề làm công việc nhà không? Tôi định gật là tôi tưởng là chị Lan nói là có giúp đỡ trong cái vấn đề là lo em bé thì còn được, chứ việc nhà thì never. Anh nói là của mình là đàn ông là mình phải cho phụ nữ làm chứ thôi. Còn anh là chỉ có camera thôi. Với lại ảnh được cái là con ảnh là tả rồi này nọ, tắm rồi nó là ok, nhưng mà đừng có con là ảnh có việc nhà. Đúng rồi. Đừng có mà rửa chén hay là anh lau nhà là anh không làm đâu. Có thể là một là anh làm không tốt. Mình kêu như độ mình nói anh thương em, mỗi lần ăn xong đưa cái chén xuống cái bồn cũng được. Thế là mình tập quen thôi, không cần cái chén cũng mới. Nhưng mà giờ đâu. Thôi giờ mình thấy cái phần việc ông đóng góp ở trong cái câu chuyện là chăm con là cũng coi như là đúng rồi, là okay rồi, giải quyết đúng được như là gia đình thấy rồi. Đồ là tối ngủ là thiệt sự là hay lắm. Nhiều lúc mà nửa đêm 3-4 giờ sáng Vi cũng mà ông kêu ông dậy kêu làm gì vậy? Thay tả cho con. Thay tả con sợ đái tội nghiệp nước ướt.
cái ngồi thay tả đã qua nhờ đâu, ngủ đi. Thôi tội nghiệp lắm, ngồi thay cho nhỏ nhỏ đang ngủ. Trong lúc đó thì cho ông làm đi, mắc chứ. Không, em đâu có làm, đúng rồi. Em đâu có làm, ý là đừng nói câu đó đi. Không kể, em nói gì thôi, mà con không mất cái kêu nhỏ vợ gì đâu hả? Không thương con. Ừ, nói vậy đó. Không, mai mốt cái mẹ ông không làm, mới ông đội thừa mình á. Rồi bây giờ mình có cái điều gì mình nhắn gửi không nè? Với nguyên một cái hành trình dài như vậy là Vi muốn nhắn gửi cho ai? Ví dụ những người đã xuất hiện trong cái thời gian thai kỳ của mình nè, hay là ông xã mình, những cái tâm tình mà mình muốn chia sẻ. À thì Vi cũng xin cảm ơn thứ nhất là anh chị hai, là cái người mà đã giúp cho Vi sanh đứa con đầu tiên là bé Su. Thì em cũng cảm ơn anh chị rất là nhiều, tại vì nhờ có anh chị thì là đã hướng dẫn cho em ở một cái đất nước lạ, đã thương yêu. Và trong cái quá trình mà em bầu bí như vậy, em cảm ơn anh chị hai rất là nhiều. Con cũng xin cảm ơn mẹ, đó là mẹ chồng đã, lúc mà Vi sinh đứa thứ hai thì cũng đã ở bên con. Rồi ba mẹ chồng có qua bên Canada để mà cùng với con trong cái quá trình mà con cũng là bầu bí đứa thứ hai. Và người cuối cùng là cũng rất là đặc biệt, đó là đại ca của em á. Đại ca, là em cảm ơn đại ca, nói chung là nhờ có đại ca mà em sinh được hai đứa. Qua chương trình này em cũng muốn là nhắn là em cũng cảm ơn anh rất nhiều về những cái tình cảm mà anh đã dành cho mấy mẹ con. Và em cũng mong là lúc nào gia đình mình cũng được vui vẻ và hạnh phúc như vậy. Xin được cảm ơn Vi, cảm ơn những cái câu chuyện rất là thú vị, rất là hài hước mà bạn mang tới cho chương trình. Tính cách thì vui vẻ, hòa đồng. Nói chung là biết quan tâm đến mọi người, sống nội tâm chút. Sống nội tâm, rồi. Rồi. Anh trước giờ là từng kết hôn rồi đúng không? Anh đã qua một lần kết hôn. Anh có mấy vợ? Một. Một vợ, còn mấy cháu à? Hai cháu. Con anh chắc lớn hết rồi đúng không ạ? Con anh cãi hết rồi em. Hiện tại anh đang ở nhà mình à? Giờ anh ở với bà già. Ở nhà cùng mẹ à? Đúng rồi. Là bao nhìn anh vẫn phong độ lắm ha? Dạ. Dạ. Hai vợ chồng anh sống với nhau bao nhiêu năm ạ? Sống được đâu qua 7 năm gì thì vợ anh nó mất em. À vợ mất đúng không ạ? Dạ. Ui, sau khi vợ mất là anh gà trống nuôi con à? À, gà trống nuôi con này anh làm ở Sài Gòn á. Rồi tới năm 2020 anh mới về quê, lúc mùa dịch anh về quê làm nhà, bây giờ ở nhà lo cho mẹ già. Cái lúc mà anh chia tay chị ấy thì anh, em nghĩ là anh cũng phải tìm chị mất ấy, thì anh cũng phải tìm được những mối quan hệ khác đúng không? Cũng có một người, một con cũng có, sau đó cũng lâu lắm mới có một người, cũng như tại giờ lúc vợ anh mất thì con anh nó còn nhỏ. Rồi anh cũng chưa có nghĩ, rồi thời gian cũng lâu rồi anh cũng có tìm người bạn nhưng mà không hợp, rồi bà bạn nó đi nước ngoài, bà sinh sống rồi, giờ của anh mất liên lạc luôn em. Vậy là thật ra là mình cũng ít có những hệ khác anh ha? À đúng rồi. Dạ. Rồi bây giờ anh em mình chia sẻ với nhau chi tiết một chút xíu về cái mẫu người mà anh tìm kiếm. Tại vì hiện tại em cũng đang có một cái đối tượng ấy, nó phù hợp về độ tuổi với anh. Đó, nó phù hợp về độ tuổi với anh, về kinh tế nó là tuổi của anh chị tầm này là phải độc lập và tự chủ kinh tế hết rồi đúng không? Rõ ràng không phải ai nuôi ai cả, phải đồng hành cùng nhau là cái điều quan trọng nhất. Thế nên là bây giờ anh hãy nói về cái mẫu người của anh là chi tiết nhất để mà em sẽ đối chiếu, nếu mà được thì là em sẽ tiến hành ghép đôi anh chị nhá. Mẫu người của anh thì không có làm gì mà đẹp lộng lẫy hay như thế nào, anh chỉ cần người biết quan tâm, chia sẻ, lo lắng cho gia đình. Những cái thứ hai nữa mọi người của anh chọn là anh người roi người thôi, chung người thôi. Là gầy hả? Là cái độ tuổi gì tầm 40. 40 tuổi.
Dạ. Rồi quê quán hiện tại ở À, đâu anh? quê tôi là ở Nam Định, thì hiện đã vào trong Sài Gòn này được 6 năm rồi, đang cũng được 6 năm rồi, Ở quận mấy? đang ở Bình Chánh. Rồi anh nói về điểm mạnh, điểm yếu của anh giùm em nào. Nói về tính cách thì nói chung là hòa đồng với mọi người, thẳng thắn. Còn về điểm yếu là nói chung là mình chưa chưa thổ lộ được cái tình cảm của mình cho người khác biết. Vậy là nhát gái đúng không? Nói chung là nhát gái. Cũng có thể là thế thật. Có thiệt là nhát gái không trời? Không. Thật mà. Ok. Thì vậy thì nếu mà nhát gái như vậy thì mình có tài lẻ gì để đem lên chương trình để đi tán gái không anh? Tài lẻ chắc chắn là không có tài lẻ gì rồi. Ca hát không được à? Không, hát dở lắm. Múa múa lửa rồi hả, diễn hài này kia được không? Mấy cái đấy thì chắc không luôn rồi. Chứ giờ anh đem theo hành trang của anh có gì lên sân khấu để bạn có bấm em về. Hành trang à? Cái đấy thì mình chưa có cái gì cả. Trời ơi, chưa có cái gì cả. Tiền bạc thì sao, quá chưa? Có đủ cái khoản mà cưới vợ chưa? Nói chung cái đấy thì có rồi. Có rồi là có được bao nhiêu? Khoảng được tầm 70 triệu. Nhà cửa trong đây thì sao? Thì Đang chưa ở có trọ được, hả? đúng rồi, đang ở ở trọ thôi. Rồi bây giờ mình nói xíu về tình trường của mình đi, anh có mấy mối tình rồi? Chắc là hai mối tình rồi, Ủa, hai mối tình, chắc là hai là sao ta? có hai mối tình thôi. Rồi kể về hai mối tình đó, sao sao chia tay giùm em? Nói chung là ngày còn trẻ thôi, mỗi người yêu nhau thì một thời gian ấy, yêu mối tình đầu thì được khoảng tầm 2 năm. 2 năm thì là tuổi trẻ mà cứ mải chơi, thế xong rồi là xa nhau, xa mặt cách lòng ấy, thế xong rồi cũng chia tay thôi. Cả hai mối tình hầu hết là đều là như vậy hết. Thì nói Rồi. chung là cũng lâu lắm rồi, chả yêu ai chắc cũng được khoảng tầm 6 7 năm rồi đấy, không có quen cô gái nào nhiều cả. 6 7 năm nay là không có Đúng quen. rồi, đúng Rồi đúng, 6 nói 7 năm nay thì lo làm gì mà không quen. cứ đi làm xong tối về nhà, ở nhà thôi, tại cũng lười, buổi tối lười đi ra ngoài lắm. Nói chung là ví dụ như mình có nói chuyện với một vài bạn nữ bạn gái ấy, nhưng mà chỉ nói được khoảng nhắn được khoảng 1 2 ngày ấy, tự nhiên cảm thấy nó không muốn nhắn tin nữa là thôi luôn. Kỳ vậy hả? Đúng, nó là như vậy đấy. Nhưng mà đó là ví dụ 1 2 người là do mình, quên, 1 2 người là do người, có thể là do người ta, còn 3 4 5 người là cũng có thể là do mình đó. Mình có nhận ra được điều đó hay không, như thế nào? Thì cũng một phần là do thể cảm thấy lười lười gái, gọi là lười tán gái luôn rồi. Rồi đó, coi lười tán gái rồi xong rồi bây giờ lên đây nói gì cho bạn gái bạn về, bạn về chung nhà với mình rồi sao tham gia chương trình, tán gái sao tham gia chương trình? Thì giờ đang muốn thay đổi lại cái bản năng này đi, mà chưa biết thế nào. Chưa biết thế nào mà lên đây thì em cũng không biết cách nào để dạng như là để thay, để giúp anh nó tìm được người yêu luôn á.
thì mình cũng đang cố thay đổi đây, đang cố cũng lớn và cũng muốn kiếm một cô bạn gái thôi, mà cũng đang cố gắng thay đổi. Rồi ok anh, thì bây giờ anh mong muốn một cô gái như thế nào để phù hợp với anh? Nói chung là mình thì cũng chỉ cần một bạn nữ ngoan hiền thôi. Ngoan hiền thì như thế nào, cụ thể đi ngoan cỡ nào, hiền cỡ nào? Bình thường, nói chung là một cô gái bình thường. Nhưng nếu như bình thường tại sao anh không cố hoài mà anh tham gia chương trình con em? Tại vì mình đến tầm tuổi này mất kiếm một người nào nó phù hợp với cái tầm tuổi của mình ấy, mà những cái tầm tuổi tầm từ mình thích cái bạn là tầm từ 96 về đến tầm 96 đến 93 tầm tuổi đấy. Thì đó là hiện tại là mấy bạn cũng đang ở cái lứa tuổi là lập gia đình nè, thì là anh không tìm được ai sao mà phải lên cái chương trình, không ai làm anh làm mối cho anh hả? Không, có một vài bạn nhưng mà cuối cùng chỉ nhắn tin một vài lần là tự nhiên lại không nhắn tin đó. Mấy bạn không nhắn tin anh hay là anh không nhắn tin cho mấy bạn? Nói chung là mình kiểu như khi nói chuyện với các bạn nữ nhắn tin ấy thì cũng chỉ nhắn được có vài ba câu là mình cũng ngừng, mình không nhắn tin. Là do cũng lỗi một phần cho anh rồi, anh nhắn có ba bốn câu à, thì sao mà cô gái được? Phải quan tâm chăm sóc thì các bạn mới hiểu tấm lòng của mình, chứ mà mình nhắn tin y chang là mình nhắn tin kiểu mình đi sale thì mình không chăm sóc khách hàng thì sao khách hàng mua sao chốt đơn được? Đó thì là mình thấy là mình chưa được cái đấy. Nhân viên kinh doanh mà không chốt sale được bạn gái thì thấy hơi bị kỳ. Rồi ok, bây giờ anh muốn mẫu người bạn gái như thế nào nào phù hợp với anh nè? Mỗi người bạn gái à? Ừ. Thì tính cách thì nói chung là cứ sao ta? Để mà nói thì cái khó thì nói chung là ngoan hiền đấy. Ừ. Cứ nói chung là không không kiểu nó mạnh mẽ quá, bình thường một chút thôi cũng được, đừng có con táo bạo quá, vui vẻ. Ừ. Ok, thì còn cái gì nữa không anh ơi? Hết rồi. Rồi ok, thì chương trình cũng đã ghi nhận hết những thông tin của anh. À, quên rồi đó. Không được. Tài xế chạy xe biết tài xế bến xe miền Đông mới đến 5 năm. Dạ rồi. Chú thôi thì hiện tại chú là người như nào, cái tính cách của chú như nào, có điểm mạnh điểm yếu ra sao? Vui vẻ hòa đồng, nếu hay giúp đỡ người khác, sống tình cảm luôn, nội tâm luôn, trung thủy. Dạ vâng. Điểm yếu. Điểm yếu thì mình nhút nhát trong đám đông. Biết nói. Nhưng có những cái việc gì mà tiêu biểu là chú hay giúp đỡ người khác? Chúng tôi giúp đỡ người khác rồi, nói chung là nhiều thứ như thế là người già đi hoặc là mấy người tàn tật đi xe. Có nghĩa là trong khả năng của mình giúp đỡ và xem xét. Đúng rồi. Kể cả mình xin hoặc là tài xế đồng nghiệp với nhau, mình giúp được cái gì là mình giúp đỡ. Dạ. Một lúc chú tham gia chương trình ba mối hẹn hò. Nếu kiếm người đi quay sống nó còn quãng đời còn lại. Dạ. Tại sao chú biết đến chương trình và đây là tự chú đăng ký sao? Đúng rồi, nhưng mà nói chung là mình nghe nhiều tham gia theo dõi chương trình nhiều lắm. Chú thích chương trình. Dạ đúng rồi, vì là tin tưởng khi chơi chương trình nhiều. Chú ơi, cái thời gian mà chú chạy xe này là thời gian này một ngày bao nhiêu tiếng? Nói chung là từ 4 giờ, thường thường là 4 giờ mấy cho đến 8-9 giờ tối mới về.
nên là cái thời gian mà mình nếu 4 giờ sáng à? đúng rồi 8 giờ tối mới về. 8 9 giờ tối mới về. Đấy là theo ca của mình là mình đã cố định vậy rồi đúng không? Đúng rồi, cứ nói chung là nó chạy nguyên ngày chứ không có theo ca như ngoài Hà Nội. Không theo ca. Đúng rồi, cứ nguyên ngày sắp lên ngày là chạy vậy. Rồi. Và thế nếu thế thì cái thời gian mà bây giờ chú đăng ký tham gia chương trình hẹn hò ấy, thì làm sao mà mình sắp xếp được thời gian cho chuyện hẹn hò với lại chuyện gia đình chú tính tụi nó như thế nào? Mình cũng phải cố gắng sắp xếp như là tháng nghỉ một hai ngày. Sắp xếp phần tối. Chú từng có gia đình chưa? Có rồi. Nói chung là cuộc hôn nhân của mình nó tắc trở nhiều. Chú kể cho cháu nghe một chút xíu ha. Nói chung là năm 98 lần đi lấy vợ và cũng sống được 8 năm thì đến 2006 cô bị tai nạn mất. Mình nuôi con một mình được con trai năm nay sinh năm 99. Nay đã lấy vợ rồi. Bạn 99 là lấy vợ rồi à? Đúng rồi. Mới lập gia đình năm ngoái. Em ở riêng không hay là ở cùng với chú luôn? Giờ nó ở bên vợ. Giờ mình ở một mình. Rồi. Chú đi làm về, hiện tại cái cuộc sống bình thường sinh hoạt đời thường của chú ấy là chú đi làm về xong rồi một mình ở một căn nhà đúng không? À, một phòng ở trọ em. Dạ vâng, ở trọ, trước giờ mình chưa mua được nhà. Mua đất nhưng mà đăng ký đồng này. Ở nhà, có đất chứ không ai đúng không? Đúng rồi. Nếu mà bây giờ đến được với nhau thì chú dự định bao giờ thì kết hôn được? Có kết hôn không hay sao? Có chứ, nếu mà được thì học thì như cuối năm hoặc qua năm. Về cái chuyện của mình thì con cũng hiểu rồi. Thì bây giờ chú cứ nói hết cái tâm ý về cái mẫu người mà chú muốn nhá. Mong Đầu muốn tiên là thì như là với thông cảm, chia sẻ, quan tâm chia sẻ là chung thủy thôi, kiểu như đó là được rồi. rồi hỏi cái này nó hơi nhạy cảm, cái coi như là chú cháu mình biết thôi, chứ Rồi nhiều khi không cần lên tiền. Thu nhập trung bình của chú là bao nhiêu tiền để cháu tìm cái đối tượng phù hợp? nói chung là có khoảng 14-15 triệu. Rồi đó, 5 triệu. Rồi hiện tại là đang ở nhà trọ và có đất đất cát rồi, thích thì về vợ chồng cố gắng rồi xây nhà xây cửa bình thường đúng không? Đúng rồi, cái này thì nói chung là mình phải thông cảm và chia sẻ, nhưng vì cái công việc của mình là đi sống với trẻ, nó phải thông cảm hiểu mới là quan trọng nhất. Rồi. Tiếp theo về ngoại hình và công Nói việc. chung là cũng không có đòi hỏi nhiều đâu, nên nói chung là ưa nhìn được rồi, mà nói sao cũng không cần mập lắm, vừa Không cần người. mập lắm vừa ngồi. Công việc nghề nghiệp của cô ấy thì chú có đòi hỏi gì không? Chú mong không muốn không gì không? không không nói chung là có việc cũng được mà làm tự do cũng được, sao cũng được. Bây giờ chú không thích phụ nữ như thế nào? Nói chung là lăng nhăng, với thứ hai là hỗn láo. Rồi. Phụ nữ lăng nhăng và hỗn nháo. Rồi Bây giờ bọn cháu có những cái người mà phù hợp với chú ấy thì tham gia chương trình là sẽ ghi hình ở tại quận 7 thành phố Hồ Chí Minh nhé. Thì báo với chú có mấy ngày thì chú tham gia được. cứ sắp xếp có khoảng 4 ngày lần đi chú xin nghỉ sắp xếp được. Dạ vâng, nói chung là cũng chỉ là một buổi trong ngày thôi chú. Vậy có gì chú đợi thông tin từ chương trình nhé, và cháu sẽ liên hệ gọi điện lại cho chú nhé. Rằng đi cứ sắp xếp 3 ngày 3. Dạ. Rồi chào anh ha, mình bây giờ mình giới thiệu về bản thân mình giúp em, họ và tên tuổi quê quán nghề nghiệp nha. Dạ em tên Nguyễn Trọng Nghĩa, sinh năm 1991, quê quán ở Đồng Nai. Làm gì Nghĩa? Dạ Alo, em nghe à? mình làm gì, mình làm nghề gì á? Dạ em làm bốc vác à. Thu nhập ổn không Nghĩa ơi? Dạ Thu nhập hàng tháng ổn không? Đủ sống không? đủ sống vậy. Là bao nhiêu? Dạ Thu nhập của em á khoảng bao nhiêu á?
cũng 6 triệu mấy. Ừ. Rồi ai đăng ký cho em tham gia chương trình này? Thì em tự tìm kiếm ở trên rồi. Ừ. Ủa ở dưới đó em không tìm được ai để quen hay sao mà em phải tham gia chương trình đó nghĩa? Dạ. Hả? Alo. Dạ. Ở dưới đó em có quen được không quen được ai sao mà phải lên chương trình? Dạ không à, không. Dạ chứ không có. Ai làm ai hết hả? Dạ. Tại vì khi mà lên chương trình thì hả cũng phải có đây là vòng casting thì cũng sẽ vào có vào vòng 2, vòng 3 nữa. Nên nếu như mà mình được lọt vào thì là sẽ tìm được bạn gái ha. Rồi, bây giờ mình nói về điểm mạnh, điểm yếu của mình giùm chị đi. Chào chị. Em nói về điểm mạnh, điểm yếu của em đi. Em không nghe chị nói hả? Điểm yếu. Điểm mạnh, điểm yếu. Cái đó em đâu có đâu. À, không có điểm mạnh, điểm yếu gì hả? Vậy có sở trường gì không? Chào chị. Có sở trường gì không? Dạ không luôn ạ. Không có gì luôn. Dạ. Rồi. Rồi tình trường của mình sao rồi? Sao đó giờ có quen ai không? Sao chị? Tình trường của em sao? Đó giờ có quen ai không? Dạ cũng có. Dạ cũng có quen. Cũng có quen người rồi à. Hello. Hello. Chị nghe. Dạ. Dạ nghe ạ. Chờ một người ạ. Dạ em quen đây cũng cách đây cũng mấy năm rồi chị. Dạ cũng quen được cũng 3 năm mấy ạ. Ừ. Rồi lý do vì sao chia tay mối tình đó? Dạ không hợp nhau ạ. Không hợp nhau hả? Rồi. Thì bây giờ đến với chương trình thì mong muốn gì nè? Dạ. Đến với chương trình em mong muốn cái gì? Mong muốn quen được người ấy. Người ấy là như thế nào em? Dạ. Alo, em có nghe chị hỏi không? Là em mong muốn gặp được người như thế nào? Dạ, người bình thường thôi chị, chứ không có cái gì hết. Rồi ok, thì chương trình đã ghi nhận hết những thông tin của em ở đây rồi ha. Nếu như mà có người...